Xin chào các bác nhé. Dạ vâng, thế thì hôm qua em có lên cái dòng 7GX này thì là hôm qua em lên hai cặp thì là được hai bác chốt luôn. Đấy, có một cái video là nhanh nhất là mới được có khoảng 3 phút là có bác khách bác chốt rồi. Thì đôi đấy là em gửi về dưới 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 Nha Trang, và một cái đôi kia thì bác ấy ở ngay chỗ phố cổ để bác xuống bác ấy tự lấy. Đấy thì sau đấy thì lại tiếp tục là có mấy bác nữa lại hỏi, thì đây hôm nay em lại tiếp tục lên cho các bác tiếp cái cặp này nữa nhá. Cặp này thì tức là so với hôm qua thì cặp này là cũng y chang luôn đấy, ba cặp đẹp như nhau luôn. Dòng này thì công suất của nó 70W các bác nhá, trở kháng là 4 ôm đấy, ê căng đầy đủ hai chiếc cho các bác. À đây, nhiều bác thì hôm qua có hỏi đấy, bảo phía sau như này thì nó có ảnh hưởng gì không em. Đấy, hôm qua thì có mấy bác comment, cộng với thêm một bác cũng gọi điện để hỏi là thế nó có làm sao không. Thì cái này các bác yên tâm nhá, nếu bác nào biết về gỗ thì các bác sẽ nghe cái tiếng là các bác biết đúng không ạ. Nó còn rất là cứng các bác nhá, nó rất là cứng, tức là cái này là do kiểu do quá trình lưu kho các bác, thì cái không khí và nhiệt độ trên đi qua đường tàu biển mà. Đấy thì nó sẽ bị một xíu như này, nhưng mà nó khô hết rồi các bác nhá, chứ không phải nước nước chảy vào đâu nhá, hoàn toàn là ok hết, các bác yên tâm. Đây các bác nghe chất liệu này, đấy cái bàn em này, tức là nó rất là cứng các bác nhá, nó rất là cứng được chưa ạ. Đấy, không có vấn đề gì cả các bác nhá, nó chỉ là cái bên ngoài xíu xíu thôi. Đấy, còn các bác yên tâm, chất âm không hề thay đổi, mọi thứ vẫn còn ngon nguyên bản luôn, căng đầy đủ luôn cho các bác. Đấy, hàng em là hàng mộc mạc chứ không có sửa chữa hay là mông má gì đâu. Thế nên là các bác thông cảm là nó cũng không thể là tránh được bụi bặm hay là gì đâu. Đấy, còn hàng có nào về em bán đúng như thế, không có chỉnh sửa, không có làm gì cả, bát biếc tép biếc nguyên bản. Cái dòng này thì tại sao được nhiều người thích? Cái thứ nhất là giá thành nó hợp lý, nói thẳng luôn là rẻ các bạn. Cái thứ hai, cái chất âm nó hay. Thường các cụ số câu gì ạ, là hàng rẻ đi đôi với cả chất lượng không tốt đúng không ạ. Nhưng mà không, không hề có chuyện đó các bạn nhá. Đấy là tùy từng sản phẩm và tùy từng nhà bán. Còn với nhà em nhá, riêng cái dòng 7GX này nói thật các bác, rẻ nhưng chất âm cực hay các bạn, thậm chí nó còn nhỉnh hơn cả những con loa tầm khoảng là 1 triệu, 2 triệu, 3 luôn, chắc chắn luôn. Bởi vì ngày xưa các bác mua một đôi như này thì nó phải tầm khoảng 1 triệu, 2 triệu, 3 mà. Đấy, nhưng bây giờ chẳng qua là do mọi thứ chi phí nó vận chuyển rồi các kiểu nó rẻ hơn. Yên đồng yên Nhật thì các bác nó xuống. Đấy, nó xuống thậm tệ luôn đấy. Thế nên là chi phí nó cũng rẻ hơn, thì các bác mới có cái giá. Ví dụ như con này đang bán của nó như thôi, cái cặp này đẹp hơn cặp hôm qua, tính ra nếu mà tính ra là đẹp hơn. Bởi vì sao? Hai con hôm qua là không có ê căng, còn con này có ê căng thì tính ra con này lại thành đẹp hơn. Đấy thì nhưng mà thôi vẫn để theo giá hôm qua thôi, là 890k các bác nhá. Đấy, cặp này chính là phải bán 950, nhưng mà thôi em để là 890 theo như hai cặp hôm qua thì hai bác chốt đấy. Đấy, để theo giá như hôm qua thôi. Hai con hôm qua thì không có căng các bác nhá, không có căng. Dòng này thì công suất của nó là 70 này, trở kháng là 4 ôm. Bát của nó là bát 13 tiêu chuẩn của hãng. Chiều cao của vỏ nó là 26,5, chiều rộng là 16, chiều sâu là 23,5. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em, màng carbon gân cao su bác nhá, hàng nguyên bản nghiêm chỉnh. Bác nào chốt em sẽ có video test bàn giao đảm bảo cho các bác hàng chạy bình thường. Đấy, các bác nhận hàng có quyền bóc hàng kiểm tra thoải mái nhá. Giá 890k. Vâng, em xin chào các bác.